Vậy là bây giờ ở Trà Vinh là không còn con gì sống nổi luôn ha. Nướng luộc chiên xào hết luôn rồi. Không, ở dưới Trà Vinh ở dưới còn cò chứ, chuồng cò ơi, chuồng cò á. Cò hả chị? Con cò đâu ai ăn đâu. Sao không có? Cò người ta xào bầu á. Đó. Trời. Bữa hai người. Các quan thánh thành nè. Chứ vậy vô bưng mâm. Càng làm cho môi trường con người phát triển, càng tận diệt môi trường thiên nhiên. Động vật hoang dã không còn vì bị lên nòi hết rồi.